Bà Nà xưa kia là nơi nghỉ mát nổi tiếng và lớn nhất Đông Dương. Những biệt thự kiểu Pháp được xây dựng ở nơi đây như một chốn bình yên mát mắt đi về trong những ngày hè oi bức. Và rồi, nền biệt thự cũ ấy là nguồn cảm hứng để bắt đầu một xứ sở châu Âu tại nơi này. Bà Nà Hill Mountain Resort được tập đoàn Sun Group bắt đầu khởi công xây dựng với mong muốn đem đến một trải nghiệm mới mẻ cho miền biển nhiệt đới. Sự khác biệt nổi bật của Bà Nà Hills đó là nhà đầu tư đã dày công tạo nên một cảnh quan mang dáng dấp châu Âu thời Trung Cổ ngay tại Việt Nam, trên nền của một vùng đồi núi với vài ba loại cây, hoa rừng và thời tiết mát mẻ. Một không gian bề thế đầy mới lạ với lâu đài, nhà thờ, quảng trường, làng Pháp dần hiện lên giữa khí hậu se lạnh và mây vờn quanh núi. Du khách như ngược dòng thời gian, trải nghiệm không gian sống tinh tế và đậm chất thơ của một trong những quốc gia lâu đời nhất thế giới. Và bí mật như trầm tích chờ bạn khám phá, phía sâu dưới lòng đất, trong những bức tường thành cổ kính là câu chuyện về một hầm rượu cổ. Hầm rượu cổ Đơ Bây xuyên lòng núi Bà Nà vẫn tồn tại qua năm tháng, cũng là cảm hứng để xây dựng một tổ hợp vui chơi, giải trí khách sạn sang trọng bậc nhất ở nơi đây. Tất cả tạo ra một không gian vừa lạ lẫm, vừa thân thiện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của du khách khi đến với Bà Nà. Và muốn đi du lịch, hãy đồng hành cùng VTV Trip, nơi mang đến cho bạn những chuyến đi xứng tầm.